chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Được lộc tổ tiên, làm ăn trúng lớn, trúng số bất ngờ, hốt hết lộc của thiên hạ, xứng tầm đại gia, giàu không cản nổi, đón Tết thật linh đình. Quang hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả luôn đong đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Quý cô bác tuổi Mậu Thân thân mến, cuộc sống này hầu như ai cũng mong cầu được bình an, hạnh phúc, an nhàn, có dư giả của cải tài chính, không phải lo toan việc cơm áo gạo tiền hàng ngày, đúng không ạ? Tuy nhiên, để có thể có một cuộc sống đáng mơ ước như vậy không phải ai cũng may mắn có được. Dù đã rất cố gắng làm việc lam lũ, nhưng cuộc sống vẫn mãi vất vả, lo toan nghèo khó, túng thiếu nợ nần bủa vây. Trên đời này không có cái gì là miễn phí. Muốn trở nên giàu có, ngoài phần may mắn, thì phần lớn vẫn cần phải dựa vào sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân mình. Tuy nhiên, ở trong thời kỳ dưỡng dận, nếu ai biết nắm bắt cơ hội sẽ dễ dàng đạt được nhiều thành quả, nhanh chóng thành công, vui hưởng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. Các thầy tử vi nhận định, trong số 12 con giáp, có con giáp tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, trong 3 tháng cuối năm 2024 này, sẽ hứa hẹn là một khoảng thời gian tài lộc dồi dào, may mắn liên tiếp. Quý cô bác nào sống tu tâm tích đức, gieo những duyên tốt, hào phóng trước đó, thì nay sẽ được trời Phật ban phước lành, gia đình hạnh phúc, may mắn trúng lớn, đổi giận giàu có bất ngờ. Và trong video này, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ vận trình tử vi chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên gia đạo của quý cô bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong 3 tháng cuối năm 2024 âm lịch này, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn, giúp cô bác gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Xin mời quý cô bác hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm video dưới đây. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 được xem là một trong những con người có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Mậu Thân thường có khả năng ra quyết định nhanh chóng và kiên nhẫn trong việc đạt được mục tiêu của mình. Họ thường có khả năng nhìn nhận sự việc một cách sắc bén và phân tích mọi tình huống một cách logic và cẩn thận. Mậu Thân thích tự do và độc lập trong hành động và quyết định của mình. Mậu Thân thường là những người nghiêm túc trong công việc và có trách nhiệm cao trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Dù gặp phải khó khăn, họ luôn kiên định và kiên trì để vượt qua mọi thử thách. Mậu Thân thường có khả năng lãnh đạo và thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, họ cũng cần phải cẩn trọng về việc không để công việc áp đặt lên cuộc sống cá nhân. Về gia đình và quan hệ, Mậu Thân có thể trở thành một bàn tay đắc lực trong gia đình và quan hệ. Họ có khả năng giữ gìn mối quan hệ lâu dài và ổn định. Về tài chính, với sự cần cù và kiên trì, họ có thể đạt được sự thịnh vượng về mặt tài chính, nhưng cũng cần phải quản lý tài chính một cách thông minh và cẩn thận. Xét tổng quan vận trình tử vi trong 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Vận trình của tuổi Mậu Thân trong 3 tháng cuối năm được đánh giá là khá tích cực và hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội mới. Mặc dù phải đối mặt với tam tai, nhưng sự hỗ trợ từ cục diện tam hợp và các tinh sẽ giúp Mậu Thân vượt qua những khó khăn và thử thách. Trong 3 tháng cuối năm 2024 sẽ là thời điểm để Mậu Thân gặt hái thành công lớn hơn trong công việc. Mậu Thân sẽ có nhiều cơ hội kết nối với những người bạn mới và được giới thiệu cho những cơ hội việc làm tốt. Những người theo đuổi sự nghiệp sẽ khẳng định được vị thế của mình, trong khi những người trẻ tuổi sẽ tìm ra con đường phát triển bản thân. Tuy vẫn có những khó khăn, nhưng cuối cùng Mậu Thân sẽ đạt được thành quả như mong đợi. Tài chính trong 3 tháng cuối năm 2024 hứa hẹn nhiều cơ hội tăng thu nhập. Thành tích tốt trong công việc sẽ giúp Mậu Thân nhận được khoản hoa hồng và thưởng lớn. Đối với những người kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để mở rộng quy mô và thu được lợi nhuận cao. Ngoài ra, một số người còn có thể gặt hái may mắn từ các trò chơi hoặc đầu tư. Về sức khỏe, trong 3 tháng cuối năm 2024 sẽ là thời điểm để Mậu Thân duy trì sức khỏe tốt. Hãy giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh bằng cách duy trì lối sống lành mạnh và tránh làm việc quá sức. Khi gặp căng thẳng, hãy chia sẻ và nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh để giải tỏa và duy trì sức khỏe tốt. Về mặt tình cảm, trong 3 tháng cuối năm 2024 sẽ là thời điểm của những mối quan hệ tốt đẹp và may mắn. Đối với những người đã có gia đình, hãy chú ý đến nguy cơ của kẻ thứ ba,
Hãy luôn biết lắng nghe và hiểu nhau để duy trì hạnh phúc gia đình. Sau đây sẽ là phần luận giải cụ thể tử vi trên từng phương diện cuộc sống trong 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Trong 3 tháng cuối năm 2024 sẽ là khoảng thời gian đầy may mắn cho người tuổi Mậu Thân trong sự nghiệp, nhờ có sự trợ giúp của các tinh. Hãy tin rằng, chỉ cần Mậu Thân làm việc chăm chỉ và nghiêm túc, bỏ công sức vào thì chắc chắn sẽ đạt được thành quả xứng đáng. Sự xuất hiện của tam hợp cho thấy, đây sẽ là thời điểm để Mậu Thân xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bất kể Mậu Thân đi đâu cũng sẽ có người giúp đỡ, thậm chí có thể được cấp trên hoặc quý nhân giới thiệu cho những cơ hội việc làm quý giá hoặc để học tập, bồi dưỡng thêm kỹ năng và kiến thức để áp dụng vào công việc sau này. Vì vậy, đừng ngại khó khăn hay vất vả, nếu Mậu Thân phải vừa làm vừa học, chỉ cần quyết tâm, bỏ thời gian và công sức vào thì Mậu Thân sẽ tiến bộ nhanh hơn và sớm đạt được thành quả. Con đường công danh, sự nghiệp của Mậu Thân sẽ phát triển mạnh mẽ trong khoảng thời gian này. Vì vậy, dù Mậu Thân mới bắt đầu hoặc đã có kinh nghiệm, đừng ngại nêu lên ý kiến và quan điểm của mình. Có thể những đóng góp của Mậu Thân sẽ giúp tập thể tìm ra hướng đi mới và đạt được những bước phát triển mới. Đồng thời, bạn cũng sẽ khẳng định được vị trí của mình và nhận được sự tin tưởng từ những người làm lãnh đạo. Sự xuất hiện của các tinh Long Trì cũng sẽ giúp cho con đường học tập và thi cử của con giáp này thuận lợi hơn. Những người chăm chỉ ôn luyện và tự tin vào vốn kiến thức của mình có thể phát huy tối đa khả năng và đổ vào vị trí mà mình mong muốn. Tuy nhiên, dù có nhiều yếu tố thuận lợi, bản mệnh cũng không nên lơ là hay sơ suất, vì trong 3 tháng cuối năm 2024 vẫn còn tác động tiêu cực của tam tai. Vì vậy, bản mệnh cần chú ý hơn trong cách hành xử. Hãy tránh tỏ vẻ kiêu ngạo hay coi thường người khác, bởi điều này có thể khiến kẻ tiểu nhân ghen tị và tìm cách hãm hại bạn. Đối với các dự án quan trọng, hãy suy nghĩ kỹ trước khi bắt tay vào làm và cố gắng hoàn thành đến cùng. Tránh bỏ dở giữa chừng để không phải đối mặt với thất bại mà lại không thu được bất kỳ thành quả nào. Xét về phương diện tài lộc. Trong 3 tháng cuối năm 2024, vận trình tài lộc của Mậu Thân sẽ rất thuận lợi, nhờ có sự hỗ trợ từ cục diện tam hợp. Nhiều mảng công việc của Mậu Thân sẽ đạt được thành tích cao, hứa hẹn không chỉ có tiền bạc dồi dào mà còn có cơ hội thăng chức tăng lương và mở rộng quy mô kinh doanh. Đối với những người làm công ăn lương, bạn sẽ đóng góp nhiều ý kiến giúp tập thể tìm ra hướng đi mới để tiết kiệm thời gian và công sức, đem lại nhiều lợi ích hơn cho công ty. Vì vậy, bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao và được đồng nghiệp tôn trọng, cùng với đó là các khoản hoa hồng và thưởng nóng. Thậm chí một số người còn có cơ hội được tăng lương trong 3 tháng cuối năm 2024. Những người thay đổi công việc có thể vào công ty hay doanh nghiệp mơ ước của mình sẽ có thể đàm phán được mức lương và thưởng như mong muốn, giúp Mậu Thân có một nguồn thu ổn định để đảm bảo cuộc sống. Mậu Thân cũng sẽ luôn có động lực để cố gắng mỗi ngày, giúp sự nghiệp của mình phát triển nhanh chóng. Những người kinh doanh sẽ nắm bắt được xu hướng thị trường và dễ dàng đi tắt đón đầu, thu hút được nhiều khách hàng mới. Dù bận rộn với công việc, Mậu Thân sẽ thu về khoản lợi nhuận khả quan, thậm chí còn nhiều hơn dự tính ban đầu. Nếu Mậu Thân có ý định đầu tư hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, thì trong 3 tháng cuối năm 2024 là thời điểm thích hợp để thực hiện. Các tinh Long Quy sẽ mang đến cho Mậu Thân nhiều đối tác và khách hàng đáng tin cậy, cùng với những quý nhân giới thiệu cho Mậu Thân những cơ hội quý giá và trợ lực lớn lao, giúp công việc của Mậu Thân thuận lợi và bất ngờ thành công. Thêm vào đó, trong 3 tháng cuối năm 2024 hứa hẹn sẽ mang đến những cơ hội phát tài bất ngờ, khi những đầu tư trước đó bỗng nhiên mang lại lợi nhuận. Một số người còn có thể trúng thưởng khi tham gia các trò chơi may mắn. Với số tiền này, Mậu Thân nên chi tiêu và đầu tư một cách hợp lý để tiếp tục kiếm lời. Nếu tiêu xài hoang phí, thì dù có giàu đến đâu thì cũng sẽ nhanh chóng hết tiền và phải vay mượn từ người khác. Xét về phương diện sức khỏe. Người tuổi Mậu Thân sẽ không gặp phải những vấn đề lớn về sức khỏe trong 3 tháng cuối năm 2024, nhờ giữ được tinh thần lạc quan và tích cực. Sức khỏe của Mậu Thân sẽ có những dấu hiệu tích cực, giúp bạn sẵn sàng để làm việc. Tuy nhiên, đừng quên nghỉ ngơi và duy trì một lối sống khoa học, dù công việc có bận rộn đến đâu. Việc ăn ngủ đúng giờ kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe là điều cần thiết để bạn có đủ năng lượng và tinh thần để hoàn thành công việc. Nếu gặp quá nhiều áp lực,
hãy tìm người tin cậy để tâm sự và giảm bớt căng thẳng. Họ không chỉ lắng nghe mà còn có thể trở thành người đồng hành đáng tin cậy, mang đến cho bạn những gợi ý và hỗ trợ để vượt qua khó khăn. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Trong 3 tháng cuối năm 2024, tình duyên và gia đạo của bản mệnh sẽ rực rỡ theo hướng tích cực. Sự thấu hiểu và lời nói chân thành của bạn sẽ tạo nên một sức hút đặc biệt, khiến mọi người xung quanh bạn đều cảm thấy yêu mến. Gia đình ổn định và một số cặp đôi có thể sẽ nhận tin vui về con cái trong cuối năm nay. Với sự hỗ trợ của cục diện tam hợp, tình duyên của mậu thân sẽ được thăng hoa. Những người độc thân có thể được giới thiệu cho một nửa phù hợp. Bạn cũng sẽ trở nên mở lòng hơn trong việc giao lưu và kết bạn mới. Do đó, bạn sẽ dễ dàng tìm ra người đặc biệt của cuộc đời mình. Hãy tự tin và luôn là chính mình, đồng thời chú ý đến cách hành xử linh hoạt và tinh tế trong nhiều tình huống khác nhau. Điều này sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Bạn không cần phải cố gắng quá nhiều, chỉ cần là chính mình thôi đã có thể trở thành trung tâm của đám đông. Ngoài ra, thành tích xuất sắc của bạn trong công việc cũng sẽ khiến bạn trở thành ngôi sao sáng trong đội ngũ. Nhiều đồng nghiệp có thể sẽ tự mình tiếp cận và làm quen với bạn trong 3 tháng cuối năm 2024. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay bạn. Quan trọng là bạn phải có khả năng nhìn người đúng cách để mở rộng nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong 3 tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Tháng này chịu ảnh hưởng của hại thái tuế, dự báo đây sẽ là một tháng nhiều gian nan và vất vả với tuổi Mậu Thân, công việc có nhiều sự cản trở. Nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan, cơ hội để phát triển gần như không có, bản mệnh khó gặp được những điều may mắn như ý muốn. Muốn thành công cũng phải trải qua nhiều thử thách, khó khăn hơn hẳn mọi người, bản thân con giáp này cũng thiếu tinh thần cố gắng. Điều này ảnh hưởng ít nhiều tới hiệu quả công việc. Mỗi khi xảy ra vấn đề, điều đầu tiên bản mệnh nghĩ tới chỉ là né tránh thay vì tìm cách giải quyết. Đã vậy, bạn còn thường hay mắc sai sót vì đầu óc thiếu minh mẫn, có những lỗi nhầm lẫn khó hiểu, bởi đó đều là những công việc bạn đã làm quen tay. Ở thời điểm này, nếu không sớm chấn chỉnh bản thân, lấy lại sự tập trung cần có, bạn có thể sẽ khiến lãnh đạo mất lòng tin. Cứ như vậy thì càng khó có cơ hội được giao phụ trách những công việc quan trọng, việc thăng tiến càng thêm vô vọng. Càng gần về cuối năm, càng phải chắt lọc từng cơ hội để thể hiện bản thân, sẽ không có thời gian để bạn chỉnh mãn nữa. Nếu không công sức bấy lâu rất dễ sụp đổ. Để tránh tự tạo áp lực cho bản thân, bạn cũng nên đặt ra những mục tiêu vừa tầm với. Không nên theo đuổi những thứ quá diễn dông, xa vời, kẻo chỉ đem lại sự thất vọng cho bản thân và còn khiến người khác nghĩ rằng bạn là người nói hay hơn làm. Lại thêm nguyệt lệnh lâm đất tử và hung tinh âm sát chiếu mệnh, điềm báo có tiểu nhân gây thị phi, nhắc nhở tuổi Mậu Thân không thể không có sự đề phòng. Bạn có thể gặp phải những lời đàm tiếu ở nơi làm việc, tuy chúng không ảnh hưởng tới quá trình làm việc của con giáp này, nhưng lại gây tổn hại cho danh tiếng của bạn. Hơn nữa, do sự nghiệp phát triển không như ý muốn, nên tính tình của bản mệnh khá nóng nảy, dễ mất bình tĩnh. Thiếu kiên nhẫn gặp điều gì khó chịu, hoặc bị ai đó dùng lời lẽ khiêu khích, bạn lập tức tỏ thái độ rất gay gắt, thậm chí có những tranh cãi ầm ĩ. Tình huống như vậy xảy ra sẽ càng bất lợi cho bạn, đôi khi đó còn có thể là bẫy sập mà tiểu nhân giăng sẵn chỉ đợi bạn sa vào. Trước những lời đàm tiếu, bạn nên kiềm chế cảm xúc của mình tốt hơn, càng phản ứng mạnh càng dễ lộ ra khuyết điểm, tạo cớ cho kẻ xấu nắm thóp. Hãy vận dụng trí thông minh và tài năng của mình một cách khéo léo thì mới có thể giải quyết được những rắc rối đó. Đồng thời, khi cơ hội phát triển không có nhiều, tuổi Mậu Thân cần phải chủ động đấu tranh thay vì phản ứng một cách thụ động. Khi bạn chủ động hơn, cũng có thể để lãnh đạo và đồng nghiệp nhìn thấy thái độ cầu tiến của bạn, sẽ có ích hơn cho sự nghiệp tương lai. Xét về phương diện tài lộc. Tháng 10 âm lịch này, về cơ bản đây không phải là một tháng kiếm tiền thuận lợi với tuổi Mậu Thân. Cục diện tương hại và âm sát hung tinh ám hại, tài vận của con giáp này khá ngặt nghèo, nguy cơ thua lỗ hiện hữu. Tháng này, người làm công ăn lương gặp nhiều rắc rối trong công việc, không giải quyết cẩn thận có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập của bạn. Mục tiêu tăng lương, tăng thưởng lại càng xa vời. Đã vậy,
một số sai sót do chính sự bất cẩn của bản thân gây ra còn khiến bản mệnh phải từ bỏ tiền túi ra khắc phục. Với người làm ăn kinh doanh, tiến trình ảm đạm, hàng hóa dễ tồn đọng, lợi nhuận sụt giảm mạnh, bạn cũng dễ đưa ra những quyết định thiếu chính xác, tự đánh mất lợi thế trên thị trường, hoặc không thì cũng do đầu tư thiếu hiệu quả cũng làm thất thu một khoản không nhỏ. Cũng có khi con giáp này thường xuyên trần trừ, do dự, nên dễ chậm chân hơn người khác, để mất cơ hội làm ăn béo bở. Đầu tư ở thời điểm này không có lợi cho bạn, chớ nên bất chấp tất cả. Nếu thực sự hứng thú với dự án nào đó, bạn có thể dành thời gian tìm hiểu và thu thập thông tin trước, rồi sau này quyết định cũng chưa muộn, đừng vội vàng. Nhìn chung, tháng này tuổi Mậu Thân nên học cách tăng thu giảm chi, hạn chế mua sắm bừa bãi, chi phí cuộc sống ngày càng tăng cao. Nếu không có một nguồn lực tài chính đủ vững vàng, bạn khó có thể đảm bảo cuộc sống của bản thân, càng khó nói đến việc chăm lo được cho người thân. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng 10 âm lịch này, hại thái tuế cũng gây nên nhiều sóng gió cho đường tình duyên của tuổi Mậu Thân. Đó là nguyên nhân chính khiến bạn thường bị ức chế tinh thần, luôn cảm thấy buồn bực và không hứng thú với bất kỳ chuyện gì khác. Tháng này, các mối quan hệ thường xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn trong nhiều việc, thậm chí có thể vì đó mà bạn mất đi một người bạn tốt. Cách cư xử của bạn đang khiến người xung quanh cảm thấy khó chịu, bản mệnh nên tự xem lại thái độ của mình hơn nữa, cũng bởi tâm tình bị kìm nén. Bực dọc, cáu kỉnh, con giáp này có xu hướng trút giận lên người bên cạnh, khiến mối quan hệ đôi bên xấu đi và rạn nứt ngày càng lớn. Vợ chồng cãi cọ sẽ tác động xấu đến hòa khí gia đình, đặc biệt ảnh hưởng đến tâm lý của những người thân trong gia đình. Với người độc thân, bạn dành phần lớn thời gian để bận rộn làm việc và kiếm tiền, không có nhiều thời gian cho bản thân, càng dễ bỏ bê các mối quan hệ, nên rất khó để tìm được ai đó để bầu bạn. Nếu bản thân con giáp này không muốn bước vào một mối quan hệ, thì duyên có tới rồi cũng lại đi. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này, áp lực từ nhiều vấn đề của cuộc sống gia tăng, công việc có nhiều điều không như ý, khiến cho trạng thái tinh thần của tuổi Mậu Thân khá nặng nề, thường căng thẳng, thể trạng sụt giảm khá nhanh. Bản mệnh nếu không có ý thức chăm sóc bản thân thì đổ bệnh là điều sớm muộn. Thời tiết thay đổi thất thường cũng khiến cơ thể bạn dễ xuất hiện các triệu chứng khó chịu, mắc các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là hệ hô hấp cần được chăm sóc cẩn thận. Tuy đây chỉ là những vấn đề nhỏ, nhưng nếu bạn không chú ý, chúng vẫn sẽ mang lại rất nhiều rắc rối cho cuộc sống của bạn. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này, khuyên tuổi Mậu Thân hãy mạnh mẽ tiến về phía trước, bởi sau lưng bạn luôn có tam hợp hậu thuẫn, giúp cho mọi kế hoạch của bản mệnh diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên, để gặt hái được thành công, thì sự cố gắng nỗ lực cùng với tài năng của bạn là không thể thiếu. Hãy nhanh nhạy để có thể phát hiện và nắm bắt các cơ hội gây ấn tượng với lãnh đạo, khẳng định vị thế của mình. Tháng 11 âm lịch này, tuổi Mậu Thân có cơ hội được thăng quan tiến chức. Ngoài ra, thời điểm này bạn còn có thể kết giao được với nhiều bạn bè, đồng nghiệp đáng quý, đối phương đưa cho bạn những góp ý, kiến nghị sửa đổi hoặc gợi ý hướng đi mới, giúp con giáp này có cái nhìn toàn diện hơn về chính bản thân mình, về công việc mình đang làm hoặc về tình hình thực tế trước mắt. Hơn nữa, với suy nghĩ cởi mở, khiêm tốn, ham học hỏi, bạn có thể nắm bắt vấn đề vô cùng nhanh chóng và giải quyết mọi việc theo hướng đúng đắn nhất. Tuy nhiên, chẳng ai có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người. Hung tinh ngũ quỷ xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo bạn vẫn cần cảnh giác trước sự hãm hại của kẻ tiểu nhân. Những thành tích cao trong công việc của bạn chính là yếu tố khiến kẻ xấu ngứa mắt. Làm việc gì tuổi Mậu Thân cũng cần hết sức chú ý, đặc biệt cảnh giác trước những kẻ cố tình tiếp cận nịnh nọt, rủ rê mình. Xét về phương diện tài lộc, tháng 11 âm lịch này, tình hình tài chính của tuổi Mậu Thân có những biến chuyển tích cực. Có thể dễ dàng nhận ra cục diện tam hợp giúp bạn kiếm tiền về đầy túi, khiến cho mọi người xung quanh đều phải ngưỡng mộ. Với người làm công ăn lương, những thành tích tốt trong công việc là yếu tố khiến cấp trên liên tục dành cho bạn những khoản thưởng nóng. Thậm chí một số người còn chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương, khiến cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Nếu có khoản tiền dư giả, bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư vào những lĩnh vực mới. Bản mệnh nên tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm đáng tin cậy đi trước. Như vậy, bạn sẽ có được những quyết định đúng đắn hơn, hạn chế nguy cơ tốn tiền hao của.
Giới người làm ăn kinh doanh, nhờ mối quan hệ rộng rãi mà con giáp này cũng sẽ được giới thiệu cho những mối đầu tư hứa hẹn. Dưới sự chỉ dẫn của quý nhân, bạn hoàn toàn có thể thu về lợi nhuận bước đầu. Còn với những người giàu kinh nghiệm, bản mệnh nhận định được đâu là mối đầu tư chính xác, nhờ vậy trở thành người dẫn đầu xu hướng, đem về cho bản thân một khoản lời lãi đáng kể. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng này, quan hệ vợ chồng của tuổi Mậu Thân vô cùng hài hòa và êm ấm. Hai người không còn so đo với nhau những chuyện nhỏ nhặt mỗi khi khúc mắc xảy ra. Thay vì tranh cãi khiến ai cũng khó chịu, đôi bên đã có thể bình tĩnh trò chuyện, đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn. Bạn hiểu rằng chẳng ai là người hoàn hảo, đồng thời đối phương cũng sẽ chẳng bao giờ cố tình phạm sai lầm. Chính vì vậy mà bạn bao dung hơn cho người ấy, không cố tình nhắc đi nhắc lại lỗi sai của đối phương. Nhờ có sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của gia đình, bạn có động lực để tiến về phía trước. Đồng thời, khi vướng phải khó khăn, con giáp này cũng yên tâm khi biết rằng người nhà vẫn sẽ luôn ở phía sau ủng hộ mình. Với người còn độc thân, những thành tích xuất sắc trong công việc khiến bạn nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới, bản mệnh cũng trở nên tự tin, thoải mái hơn khi trò chuyện với mọi người. Tháng này hứa hẹn bạn sẽ gặp được người có cùng tần số, đôi bên nói chuyện hợp nhau, khiến mối quan hệ trở nên gần gũi nhanh chóng. Xét về phương diện sức khỏe, tháng 11 âm lịch này, tuổi Mậu Thân gần như không gặp bất cứ vấn đề gì về sức khỏe. Nhờ có tinh thần lạc quan, tích cực và thể chất khỏe mạnh, mà bạn có đủ tự tin và hăng hái để bắt đầu bất cứ một công việc nào. Hãy luôn chú ý đến việc nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, đồng thời rèn luyện sức khỏe đều đặn mỗi ngày. Hãy tích cực vận động, tập thể dục thể thao để cơ thể luôn ở vào trạng thái linh hoạt, dồi dào sức sống, tránh bệnh tật. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, con đường sự nghiệp của tuổi Mậu Thân tháng này trở nên khá gian dở. Dù đã bước vào giai đoạn cuối cùng của năm 2024, có vẻ như chưa có công việc nào của bạn đem lại những hiệu tích cực. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy con giáp này trở nên thích mơ mộng xa vời, đặt ra những mục tiêu quá mức cao xa cho bản thân. Lúc mới đầu, bạn có thể cảm thấy rất hứng thú và hăng hái. Nhưng dần dần sau khi nhận thấy mọi việc quá sức của mình, bản mệnh lại dần trở nên chán nản, thiếu kiên trì, thậm chí nghĩ tới việc bỏ dở giữa chừng. Hơn nữa, thời điểm này bạn lại quá nhẹ dạ cả tin, nên dễ nghe theo lời xúi dục của bạn bè, đồng nghiệp xấu. Càng là người có địa vị cao thì bản mệnh lại càng phải cẩn trọng hơn, nếu không dễ đưa ra những quyết sách sai lầm, gây ảnh hưởng đến cả tập thể. Thiên hình hung tinh còn khuyên tuổi Mậu Thân nên hạ cái tôi của mình xuống, đừng hành sự bất cẩn bỏ ngoài tai lời khuyên can của người khác. Nếu bạn quá kiêu ngạo, nóng nảy thì dễ đẩy mình vào tình cảnh khó khăn, thậm chí vướng rắc rối pháp luật. Xét về phương diện tài lộc, tình hình tài lộc của tuổi Mậu Thân trong tháng 12 âm lịch này không có dấu hiệu phát triển đi lên, thậm chí còn có thể hao hụt nhẹ do cách chi tiêu không hợp lý, đầu tư không đúng chỗ của bạn. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy, người đi làm thường chạy theo đích đến xa vời nên không đạt hiệu quả tốt, kéo theo các mức lương thưởng cũng dậm chân. Người làm đầu tư kinh doanh rót vốn không đúng chỗ, nên dù tốn kém cũng chưa chắc đã thu lại được ích lợi gì. Vì vậy, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bản mệnh cần phải nghiên cứu tình hình thực tế cũng như thực lực của bản thân thật kỹ, chớ làm theo cảm hứng nhất thời, cuối cùng lại khiến mọi việc dang dở, vừa mất công vừa mất sức. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần cẩn thận hơn trước những lời dụ dỗ, lôi kéo mua hàng, đầu tư của những người không quen thân. Đối phương có thể đang tìm cách lừa gạt số tiền mà bạn đang giữ trong tay. Tiểu hao còn cho thấy, tuổi Mậu Thân dễ tiêu tốn tiền cho việc mua bán, sửa sang nhà cửa, sắm sửa cho bản thân. Đây là những việc cần phải làm khi giáp Tết. Song bạn chi tiêu gì cũng cần phải dựa trên năng lực tài chính của mình, đừng chạy theo xu thế của thị trường, mua những đồ không thực sự cần thiết, gây hao tài tốn của. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, điểm sáng trong vận trình của tuổi Mậu Thân trong tháng này là ở phương diện tình cảm. Cục diện ngũ hành tương sinh sẽ đem tới nhiều tác động tích cực cho bản mệnh. Thời điểm cuối năm này, người độc thân có nhiều cơ hội tham gia vào những buổi tụ tập, gặp gỡ bạn bè và đối tác. Bạn cũng đã tự tin hơn khi nói chuyện trước đám đông.
Chính vì thế mà con giáp này có thể thu hút được ánh mắt của rất nhiều người khác giới. Một vài người có thể tình cờ gặp được người phù hợp ở nơi công cộng. Đôi bên có thiện cảm với nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Để không lỡ mất mối lương duyên, bạn hãy chủ động trò chuyện với đối phương nhé. Với các cặp vợ chồng, tháng này bạn đã chủ động hơn trong việc thể hiện tình cảm và quan tâm đến nửa kia. Những lời nói ân cần, những hành động giúp đỡ thực tế sẽ giúp gắn kết thêm tình cảm đôi bên, khiến gia đình bạn luôn chìm trong bầu không khí ngọt ngào, ấm áp. Tết cuối năm này, bản mệnh cũng không tránh khỏi việc phải tiệc tùng, tiếp xúc với nhiều người khác nhau. Song chỉ cần bạn luôn chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh thì không có gì đáng lo. Xét về phương diện sức khỏe, nhìn chung, tình hình sức khỏe của tuổi Mậu Thân khá ổn định trong tháng cuối cùng của năm 2024 này. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải nhắc nhở mình sinh hoạt điều độ. Không nên tiệc tùng, chè chén quá nhiều, khiến dạ dày phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn hãy rèn luyện thể dục thể thao nhiều hơn để cải thiện sức khỏe. Khi có sức khỏe thể chất tốt, tinh thần thoải mái, thì bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi hơn, có cơ hội gặt hái thành công cao hơn. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của cô bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là cách hóa giải vận hạn. Đầu tiên là nam mạng tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, theo sao chiếu mệnh, sao Thủy Diệu. Đây là sao tốt chủ về tài lộc vượng, trong nhà có nhiều chuyện vui mừng, hỷ sự. Sao này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Người có sao Thủy Diệu chiếu mệnh cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Theo niên hạn, hạn thiên tinh. Gặp hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay dạ gió, nên chú ý lời ăn tiếng nói. Xem tử vi 2024 tuổi Mậu Thân nam mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Thân 2024, bước vào năm con rồng, tuổi Mậu Thân nam mạng gặp vận niên xà hãm tỉnh, tức là rắn bị nhốt dưới giếng hay rớt xuống giếng. Đây là điềm báo không may mắn, trong năm dễ bị tai nạn bất ngờ hoặc xui xẻo không ngờ tới, làm việc gì cũng không xong, phải chờ qua năm tới mới. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mưu đại sự. Đồng thời tối kỵ việc nóng nảy mồm miệng hay vội vàng đưa ra quyết định mà sẽ nhận lấy thất bại lớn. Riêng về chuyện tình cảm thì được tốt đẹp, êm vui, gia đạo hài hòa, trên kính dưới nhường, đón hỷ sự trong năm. Hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thủy Diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Thủy Diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để dưỡng các khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo. Cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao Thủy Diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Đối với mạng tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, theo sao chiếu mệnh, sao Mộc Đức. Mộc Đức là phúc tinh mang lại may mắn,
an vui, trong nhà có hỷ sự. Sau này tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạn tam kheo. Năm gặp hạn tam kheo cần phải đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ, thương tật ở tay chân, đề phòng các bệnh về xương khớp và mắt. Xem tử vi 2024 tuổi Mậu Thân nữ mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Thân 2024, trong năm Giáp Thìn, tuổi Mậu Thân nữ mạng gặp vận niên xà hãm tỉnh, tức là rắn bị nhốt dưới giếng hay rớt xuống giếng. Đây là điềm báo không may mắn, trong năm dễ bị tai nạn bất ngờ hoặc xui xẻo không ngờ tới, làm việc gì cũng không xong, phải chờ qua năm tới mới được. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mưu đại sự. Đồng thời tối kỵ việc nóng nảy mồm miệng hay dội vàng đưa ra quyết định mà sẽ nhận lấy thất bại lớn. Riêng về chuyện tình cảm thì được tốt đẹp, êm vui, gia đạo hài hòa, trên kính dưới nhường, đón hỷ sự trong năm. Quá giải vận hạn. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành mộc, nên dùng màu xanh lá thuộc hành mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Quá giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Dân, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.